Xin chào, các bạn đang coi kênh video của TechJohn Studio và mình là Hải. Trong một video trước đây, mình đã từng giới thiệu cho các bạn một mẫu laptop có thể nói là khá đa năng cho các nhu cầu làm việc, giải trí ở mức độ vừa phải, Acer Aspire 7 A715. Thì trong video này, mình sẽ tiếp tục mang tới cho các bạn một mẫu laptop khác cũng của Acer, có cấu hình, hiệu năng cũng như là mức giá có thể nói là không hề kém chút nào. Đó là Acer Aspire 5 A515, với mã là 53-5112. Vậy chiếc máy này cụ thể sẽ có những đặc điểm gì để thu hút sự quan tâm của người dùng? Các bạn sẽ có câu trả lời ngay sau đây. Về thiết kế bên ngoài thì Acer Aspire 5 A515 phiên bản 2018 vẫn mang một thiết kế có phần lịch sự cổ điển theo kiểu văn phòng. Tuy nhiên đã được đổi mới hơn so với thế hệ trước. Thì có 3 đặc điểm dễ nhận thấy nhất, đó là thứ nhất, phần nắp máy bây giờ đã là tấm kim loại nhôm chứ không còn là nhựa nữa. Thứ hai, đó là phần bản lề cũng là bản lề dạng đôi nhưng được làm thanh thoát, đẹp mắt hơn. Bản lề là chất liệu nhựa nhưng hoàn thiện theo kiểu kim loại, tạo cảm giác chắc chắn. Mình đóng mở nắp máy khá dễ dàng bằng một tay. Cuối cùng là một số cổng kết nối đã được bố trí ở cạnh sau của máy thay vì hai cạnh bên hông như là thông thường. Độ dày của máy là 22,5 mm, thế nên Acer Aspire 5 A515 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối tiêu chuẩn USB 3.0, cổng mạng Ethernet, khi đọc phải nhớ SD, jack 3.5 tai nghe kèm mic, cổng HDMI. Đặc biệt nhất là trên Aspire 5 A515 còn được trang bị cổng USB Type-C. Dù không có Thunderbolt 3 nhưng đây vẫn là một sự đầu tư đáng giá. Khá khó chịu là khi một số cổng kết nối được dồn nhiều vào bên trái sẽ gây một sự vướng víu khi chúng ta sử dụng chung với chuột rời, cũng như trên máy còn một ổ đĩa quang. Mình thấy nó là sự dư thừa, nếu mà thay bằng cổng display port hay là cổng Vega thì sẽ hợp lý hơn. Phần đáy máy do đây là máy mới còn nguyên siêu nên mình không thể tháo ra được. Tuy nhiên theo suy đoán của mình thì có lẽ là ổ cứng hoặc là khe RAM sẽ nằm chung khay với lại pin, chứ chúng ta có thể dễ dàng tháo ra để nâng cấp mà không cần phải tháo toàn bộ đáy máy. Tuy nhiên thì mình thích cái kiểu bố trí của phần đáy máy ở các thế hệ trước hơn. Nó sẽ chia ra từng khoang cho từng linh kiện. Mở nắp máy lên thì bên trong của Acer Aspire 5 đảm chất máy dành cho văn phòng. Toàn bộ nội thất là một tấm nhựa phay xước giả kim loại với các cạnh bên được vắt nhìn khá là sang trọng. Lớp nhựa này màu bạc, khá là cứng. Khi mình nhấn hay tì đè một lực khá là mạnh lên đây thì không thấy tình trạng off air, cũng như là khi là nhấn con phím cũng không có hiện tượng flat. Aspire 5 A515 sở hữu bàn phím full size với cổng phím số theo layout quen thuộc của Acer. Thì với các phím chính các bạn có thể làm quen rất là nhanh chóng, nhưng khi cần bấm phím có chức năng đặc biệt thì chúng ta phải mòm mẫm và làm quen một chút. Bề mặt các phím được làm sần sần, ký tự thì được in sắc nét. Các phím chính có kích thước khá lớn, hành trình khoảng 1,5 mm nhưng độ đẩy không cao, cảm giác bấm hơi mềm. Mình có thể làm quen nhanh, gõ nhanh, nhưng đôi khi hiện tượng sóc phím cũng xảy ra do độ đẩy của phím thấp khiến mình dễ bị hụt tay do nhấn không hết hành trình của phím. Một vài điểm đáng tiếc nữa là bàn phím lại không có đèn nền bên dưới và phím nguồn nằm chung layout với bàn phím, không mang lại cảm giác bấm tốt lắm. Touchpad của Aspire 5 A515 có kích thước lớn, bề mặt có lớp phủ khá mịn, mang lại các thao tác vuốt chạm lướt mượt mà, độ chính xác cao, ít bị ma sát. Touchpad cũng hỗ trợ đầy đủ các thao tác đa điểm. Màn hình của Acer Aspire 5 A515 phiên bản 2018 có kích thước là 15.6 inch, độ phân giải Full HD, sử dụng tấm nền TN do hãng AO sản xuất. Chất lượng của tấm nền này mang lại không mấy ấn tượng, dù có độ sáng cao là gần 300 nits. Trải nghiệm thực tế trong điều kiện sử dụng ở phòng kính, chỉ có ánh sáng ở bóng đèn thì mình sử dụng ổn ở mức sáng từ 50% trở lên. Còn khi sử dụng ngoài trời thì dù có lớp chống cho với công nghệ không phai view nhưng cũng không ăn thua. Độ tương phản màu sắc trên chiếc màn hình này mình đánh giá ở mức tương đối. Các chỉ số độ phủ màu mình đo được là 60% sRGB và 45% Adobe RGB. Theo đánh giá của mình thì màn hình của máy này chỉ phù hợp cho làm việc, còn xem phim, chơi game thì tạm mà thôi, không sướng mắt cho lắm. Và các bạn cũng khó có thể dùng máy này để chỉnh sửa ảnh bởi độ lệch màu cao. Máy thể hiện màu sắc có phần nhợt nhạt, thiếu sức sống. Viền màn hình hai cạnh đã được làm mỏng hơn so với thế hệ trước, đem lại góc nhìn từ hai bên có phần rộng hơn, cũng như là mình có cảm giác là màu sắc đỡ bị biến đổi hơn. Bản lề của máy cho góc mở màn hình khá lớn nhưng không hữu ích cho lắm bởi yếu điểm quen thuộc của tấm nền TN. Đáng ra thì mẫu laptop này nên được trang bị tấm nền IPS hoặc ít nhất là loại TN lại tốt một chút. Trên Acer Aspire 5 A515 chúng ta sẽ có hai loa đặt ở mặt đáy của máy gần hai cạnh bên. Chất lượng âm thanh trung bình, mức âm lượng khoảng 80 dB, bass yếu khô, mid rõ, dễ chép bồ cao, âm thanh dạng mở, thế nên nghe những bài nhạc dạng EDM hoặc acoustic là ok. Còn nhạc bolero, nhạc sến thì không hay. Về mặt cấu hình thì Acer không chạy đua vũ trang trên con Aspire 5 A515 này. Máy được chú trọng qua tính chất làm việc, giải trí ở mức độ vừa phải. Với màn hình kích thước lớn, hiển thị được nhiều thông tin. Trang bị chip U Quick Relay thế hệ thứ 8 thuộc dạng mới nhất của Intel là i5-8265U. Tiết kiệm điện năng với 4x8 luồng. Mức xung nhiệt cơ bản là 1,6 GHz, cho khả năng boost lên là 3,9 GHz. Đi cùng với đó là 4GB sẵn trên main
một tê ở HDD. Những chi tiết giúp cho Acer Aspire 5 A515 trở nên đáng giá đó chính là nhờ Intel Optane. Chắc hẳn rất nhiều bạn ở đây đã biết về công nghệ bộ nhớ mới này của Intel rồi, nên mình sẽ không giới thiệu dài dòng. Có nghĩa là ngoài một tê HDD trong máy, chúng ta sẽ có thêm một bộ nhớ đệm dung lượng 16GB, giúp nâng cao tốc độ hệ thống lên đáng kể. Với việc khởi động Win, thông thường với một cấu hình trung bình thì khởi động sẽ mất chừng khoảng 40 đến 60 giây. Còn với chiếc máy này thì nhờ Optane mà từ lúc hiện logo cho tới màn hình đăng nhập, mình nhẩm tính chỉ mất chừng 15 giây mà thôi. Ngoài ra, các dữ liệu các bạn thường xuyên truy cập như là ứng dụng, trình duyệt web, file, thư mục sẽ đều được lưu lại trên bộ nhớ Optane, và sau khi tắt máy, những dữ liệu này sẽ không bị mất đi. Điều này làm cải thiện đáng kể tốc độ truy xuất dữ liệu của các bạn qua những lần sau, giúp cho các chương trình, phần mềm, ứng dụng được khởi động rất là nhanh chóng ngay sau đó. Ví dụ như khi mình mở trình duyệt Chrome, lần đầu mất khoảng 10 giây, thì những lần sau chỉ chưa tới 5 giây. Hoặc khi mình mở ứng dụng Photoshop, thì thời gian khởi động mà sẽ giảm dần từ 40 giây xuống còn 20-25 giây. Thậm chí là cả tắt máy thì với Optane cũng nhanh hơn thông thường. Thông qua phần mềm mà Crystal Dismark thì mình ghi nhận được tốc độ đọc của HDD có thể lên tới hơn 900 giây. Tốc độ không hề thua kém một ổ SSD chút nào. Với công cụ Dismark của AIDA64 thì tốc độ đọc ghi nhận được cũng gần 900 MB một giây. Thời gian truy xuất dữ liệu tuy có chậm hơn so với những chiếc SSD NVMe hàng khủng trên thị trường, nhưng chúng ta cũng không phải đòi hỏi hơn. Tốc độ này thừa sức ăn đứt những chiếc SSD SATA 3 thông thường. Acer Aspire 5 A515 phiên bản 2018 mang đến chúng ta khả năng nâng cấp RAM. Đó là ngoài 4GB RAM sẵn trong máy được hàn chết trên mainboard thì chúng ta còn một khe RAM để có thể nâng lên RAM tăng tối đa là 20GB. Máy thì không có card đồ họa rồi, nên trong trường hợp các bạn muốn hiệu năng cao hơn, trải nghiệm tốt hơn, không bị full disk thì có thể tháo Optane ra và thay bằng ổ SSD vào khe M2. Do máy không có card đồ họa rồi, cũng như là với cấu hình như giới thiệu ở trên, thì có thể thấy là Acer Aspire 5 A515 phiên bản 2018 này hoàn toàn không dành để chơi game. Bởi với lý do là máy mới mình không tháo ra được. Tuy nhiên theo quan sát của mình thì hệ thống đẳng nghiệp của Acer Aspire 5 A515 phiên bản 2018 này vẫn là một quạt, một ống đồng tương tự như thế hệ trước. Hệ thống đẳng nhiệt theo mình đánh giá hoạt động khá tốt khi mức nhiệt độ của CPU khi stress test qua Fermat sau 15 phút chỉ tối đa là 70 độ C, ít khi bị tình trạng rất sung hay ngãn. Nhiệt độ ở các khu vực xung quanh, ví dụ là khu vực kê tay thì rất là mát mẻ và khoảng 35-45 độ C trong điều kiện phòng quạt bình thường, không có quạt hốc hay đế tản. Aspire 5 A515 được trang bị viên pin cho thời lượng khá ổn. Thử nghiệm máy với các công việc văn phòng, soạn thảo văn bản, lướt web đọc báo, gọi Skype ở độ sáng 50% thì thời lượng pin đạt 4 tiếng 30 phút. Còn dùng máy để nghe nhạc, xem phim ở mức sáng 75%, âm lượng 80 thì máy chịu được hơn 5 tiếng. Acer Aspire 5 A515 phiên bản 2018 là một chiếc máy có cấu hình vừa đủ, một phương tiện giải trí khá ổn, đi cùng với một thiết kế có phần thanh lịch, lịch sự, rất là phù hợp với những người dùng mà không quá khó tính trong việc lựa chọn thiết bị với mức giá dưới 16 triệu đồng. Các ưu điểm có thể kể ra như trang bị chip thế hệ mới, bộ nhớ đệm Intel Optane, có USB Type-C, cùng khả năng nâng cấp RAM, thêm ổ SSD. Khi máy vẫn có một số nhược điểm như là màn hình không đẹp, còn vết nối bên phải gây vướng khi sử dụng chuột, ổ đĩa quang không cần thiết. Liệu những ưu điểm có thể che lấp được những nhược điểm này hay không? Lựa chọn và quyết định là ở người dùng. Chi tiết hơn về sản phẩm các bạn có thể xem trên website techtune.vn hoặc tới ngay trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm sản phẩm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy thích, nhấn like để ủng hộ Techtune Studio hoặc subscribe để xem những đánh giá mới nhất. Mình là Hải, xin chào và hẹn gặp lại.